lần đầu tiên trên cuộc đời mình đi ra ngoài. Thực sự là nhiều người biết đến và hỏi thăm mình. Hello, xin chào mọi người nha, mình là Ninh TV đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip tiếp theo nha. Hôm nay là mình không nấu nướng mà cũng không thử thách với con trai mình nữa. Hôm nay mình sẽ tâm sự với lại mọi người về trong suốt thời gian qua mình làm về vlog YouTube ấy mọi người à. Thì cũng có cả niềm vui lẫn nỗi buồn ở trong cái đấy. Thì nay mình mới lại mạnh dạn tâm sự với lại mọi người về trong cái suốt thời gian vừa qua mình làm YouTube nha mọi người nha. Mình chuẩn bị cả một cái cuốn nhật ký mình đã ghi vào những cái ngày và mình bắt đầu làm YouTube và những cái niềm vui và nỗi buồn ở trong cái quyển sổ này nha. Thì hôm nay mình sẽ tâm sự với lại mọi người về cái thời gian mình làm YouTube nha. Thì cái lần đầu tiên ấy mình đi chơi với con trai mình ở cái làng bên ấy, các cháu nhỏ và mọi người ấy gặp mình và con trai mình ấy, thì các cháu ấy bảo là ô anh Sung kìa. Thì mình bảo là ô tại sao con mình nó ít tuổi thế mà tại sao nhiều người biết đến mà mình mà lại là mẹ của Sung mà lại không ai biết đến đấy. Cái đầu tiên là mình ghen tị với con mình là cái đấy mọi người à. Đấy. Thì bảo là tại sao lại nhiều người lại quý mến Sung như thế mà mình lại không ai biết đến. Thế là mình có về mình bảo với lại con trai là thế sao con lại nhiều người quý thế mà mẹ lại chả có ai hỏi. Con mình mới bảo là mẹ ơi đấy là con làm kênh YouTube là nhiều người biết đến. Mình bảo thế mày lập cho mẹ một kênh đi, mẹ cũng muốn nhiều người biết đến. Thế là mình mới bảo con trai mình là mày lập cho mẹ một kênh riêng. Thế là con trai mình cũng chiều theo ý của mình cũng lập cho mình một kênh riêng. Thế là mình lập kênh từ hồi tháng 2 nha mọi người nhé. Bắt đầu chả biết từ mùng 2 tháng 2 thì phải là bắt đầu lập kênh. Thì khoảng độ đến mùng 4 hay mùng 5 tháng 2 là mình bắt đầu úp một cái video lên. Đầu tiên là con trai mình mua cái bánh sinh nhật đấy, là nó tặng cho mình. Mới đầu là mình cứ nghĩ là nó tặng cho mình cái gì cơ. Nó bảo là tặng bánh sinh nhật cho mẹ. Bảo là ôi nay không phải sinh nhật của mẹ của mẹ chỉ tận mùng 9 tháng, gọi là mùng 10 tháng 9 ấy mới đến ngày sinh nhật của mẹ cơ. Thì hôm nay con tặng bánh sinh nhật cho mẹ là không biết là ngày gì. Thế là đến lúc con bảo là hôm nay là con tặng cho mẹ một bánh sinh nhật đây là thành lập kênh. Lúc đấy mình mới biết là con trai mình nó lập cho mình một cái kênh. Thế là sau vài hôm sau mình có làm những cái video đầu tiên lên ý. Thì mới đầu làm thì cũng bỡ ngỡ, cũng không biết là làm như thế nào. Thì xong mình tìm hiểu trên mạng và con trai mình nó bảo làm như này như này này. Đấy. Dần dần là mình quen với những công việc đấy. Thì mới đầu thì mình chỉ nghĩ là làm để cho nhiều người biết đến và các cháu nhỏ hoặc là mọi người biết đến mình để kiểu khi ra đường người ta chào mình ý. Lần đầu tiên là mình đi ra ngoài là gặp bà con cô bác hoặc các cháu chào bà Ninh TV kìa, bà Ninh TV kìa. Ui thực sự lúc đấy là mình sướng gọi là không có cái gì tả nổi mọi người à. Sướng hơn là mẹ đi chợ về ý. Kiểu như mẹ đi chợ về cho quà ấy. Nhưng mình đi ra đường mà gặp thực sự là mình lúc đấy mình xúc động, nghĩ là lần đầu tiên ấy lần đầu tiên trên cuộc đời mình đi ra ngoài thực sự là nhiều người biết đến và hỏi thăm mình. Mình cũng sung sướng. Mình thực sự là sung sướng mọi người ạ. Không có cái gì diễn tả nổi cái cảm xúc đấy. Và mình đã về, mình có nghĩa là người ta bảo là khi niềm vui đến bất ngờ ấy thì có thể là cái giọt nước mắt của mình rơi lần đầu tiên ấy, thực sự nó xúc động. Rất sung sướng cái cảm giác đi ra ngoài nhiều người người ta biết đến ấy. Được chào hỏi. Bà Linh TV kìa, cái niềm vui đấy đã thúc đẩy mình có động lực làm những cái clip tiếp theo. Thì mình có làm
rồi, mình bỏ hết các công việc, mình sướng, mình ôm chầm các con và mình sướng. Thì thực sự lúc đấy là con trai nó tròn mình, lúc đấy là mình chưa được bật kiếm tên mọi người ạ. Thực sự lúc đấy là niềm vui, xong lại xen đến nỗi buồn. Thực sự là cảm giác rất buồn luôn, vẫn chưa được bật kiếm tiền. Thế là xong trong những cái ngày chờ đợi, cuối cùng niềm vui cũng đã mỉm cười đến với mình mọi người ạ. Đến tháng 4 năm 2019 ấy, tháng 2 mình lập kênh, đến tháng 4 năm 2019 thì là bên YouTube có gửi câu chúc mừng được bật kiếm tiền đấy. Thì lúc đấy mình là sướng, mình vui mừng, mình gọi là mời các con với lại các anh chị em đi ăn chơi một bữa. Thực sự lúc đấy là mình cảm giác rất là sướng luôn. Thế nhưng mà xong được thời gian, xong đó tháng 4 mới được bật kiếm tiền, nhưng mà trong suốt thời gian chờ đợi mình được bật kiếm tiền nhưng mà lại không rút được tiền mọi người ạ. Bởi vì là mình không được nhận cái mã pin, có mã pin thì mới rút được tiền. Thì trong cái nỗ lực thì mình bảo là thôi cứ cố gắng mình làm. Thì con trai bảo là mẹ ơi, giờ mẹ kênh của mẹ được bật kiếm tiền rồi nhưng mà chưa có mã pin để rút tiền, thì giờ không còn kinh phí để làm mua các đồ về làm cho mọi người xem ý. Thì mình có bảo con trai mình là thôi con yên tâm đi, cái kinh phí thì mẹ sẽ xoay sở được. Thì mẹ bán, mình có bán hàng tạp hóa tại nhà ấy, bán bia nước ngọt hoặc là các đồ ăn vặt đấy. Thì mình có thể là mình bảo với con là mẹ có thể xoay sở được, con cứ yên tâm, con cứ quay phim cho mẹ và mẹ đi mua đồ. Mình hàng ngày mình vẫn quay video các đồ ăn cho mọi người xem đấy. Thì mọi người có yêu quý mình thì hãy ủng hộ mình. Vì thực sự hôm nay mình tâm sự với mọi người là mình quá xúc động luôn. Bởi vì là trong cái suốt quá trình mình làm về YouTube ấy thì có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Bởi vì buồn vì thỉnh thoảng cái ông YouTube ấy, ông ấy không trả lương cho mình, không được bật kiếm tiền, mình buồn cái đấy. Mình sướng cái nữa là mình lại được ra ngoài, nhiều người biết đến, nhiều người chào mình. Đấy, đến tháng 2 năm 2020 này mình có được cái vui lớn nhất trong cái suốt thời gian mình làm YouTube vừa qua mọi người ạ. Mình làm tháng 2 năm 2019 mà mình bảo con trai mình bắt đầu lập kênh cho mình này. Đến tháng 4 là bắt đầu YouTube thông báo là mình kênh của mình được bật kiếm tiền này. Đến tận tháng 2 năm 2020 này YouTube nó mới lại đưa cho mình giải thưởng này mọi người ạ. Đây nhá, cái sổ của mình đây. Đây. Đấy. Mọi người biết cái đây là cái gì không? Cái đây là cái mã pin nhé. Đấy. Suốt thời gian vừa qua mình chờ đợi cái này nó chỉ là tờ giấy thôi mọi người ạ. Nó như cái phong bì mọi người ạ. Nhưng mà đây là rất là ý nghĩa với lại mình. Cái đây nó là mã pin để đi xuống ngân hàng mở tài khoản của mình để rút tiền ra mọi người ạ. Đấy. Thì mình có cái này thì mình mới đi rút được tiền mọi người ạ. Thì mình suốt một năm vừa qua mình làm YouTube ấy, thì mình làm 2 tháng xong mình mới được bật kiếm tiền. Và sau 2 tháng đấy đến bây giờ mình mới được mã pin. Thì suốt thời gian đấy là mình chưa được một đồng nào của YouTube gửi tiền về cho mình đấy. Giờ trong tay mình đã có mã pin rồi, mình sẽ có cái này để mình xuống ngân hàng mình mở tài khoản để mình rút tiền cho mọi người nhé. Thì mình có cái kênh vlog đến bây giờ ấy, thì cũng nhờ, đầu tiên là mình nhờ con trai mình, thứ nhất là mình cảm ơn con trai mình, đến thứ hai là mình nhờ mọi người trên cả nước này, tất cả gần xa cả nước, từ cô dì chú bác đến các cháu nhỏ đã ủng hộ mình suốt một năm vừa qua. Thì mình nhân ngày hôm nay mình xin cảm ơn con trai mình và cảm ơn tất cả các cô dì chú bác và các cháu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhé. Mình không biết nói gì hơn, chỉ biết là chúc cô dì chú bác và anh chị em và các cháu trên mọi miền đất nước này có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Và ký tiếp theo sau clip của mình này thì mình sẽ đi xuống ngân hàng rút tiền. Giờ tạm biệt mọi người nhé.